mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa An Tâm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại cùng với chị Tâm, đó là vị khách hàng thực tế của Nha Khoa An Tâm đã thực hiện xong qua chương trình thay sứ kim loại thành răng toàn sứ Zirconia. Và ngày hôm nay chị đã gắn răng và ngồi đây cùng với chúng ta, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Tâm nhé. Chị ơi, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị cho tất cả các vị khách hàng được không ạ? Chị tên Nguyễn Thị Tâm. À, và chị Tâm ơi, thì không biết là cơ duyên nào mà chị biết đến Nha Khoa An Tâm vậy chị? Nha Khoa An Tâm thì chị biết lâu rồi, thì chị thường xuyên đi ngang đây và chị hay đưa con chị đến đây khám răng. Giờ chị có chia sẻ với mọi người là làm thế nào mà mình biết đến chương trình của Nha Khoa An Tâm vậy ạ? À, chị Tâm ơi, chị có thể cho em biết thêm là cái chương trình này thì áp dụng cho những vị khách hàng nào được không ạ? Chương trình này thì áp dụng cho tất cả các bạn đã mang răng sứ kim loại, bất kể bao nhiêu răng thì đến Nha Khoa An Tâm sẽ được thay toàn bộ. Bất kể các bạn đã thay ở các nha khoa nào thì đến Nha Khoa An Tâm vẫn được thay. Nên là mình biết vậy nên mình đăng ký luôn đúng không chị? Vậy thì sẵn đây em cũng muốn hỏi là mình đã làm bao nhiêu răng sứ kim loại vậy chị? Chị có 6 tháng. Thì trước đây mình làm lâu chưa chị? 17 năm. 17 năm nha mọi người. Một cái khoảng thời gian khá là lâu dài như vậy. Và chị làm 6 răng. Thì như chị Tâm có chia sẻ thì nó bị đen cái viền nướu đúng không chị Tâm? Thì một thời gian dài như vậy thì mình sẽ nhận rõ nhất bằng mắt thường đó là thấy cái phần viền nướu bị đen. Và cái thứ hai là khi mà mình ăn nhai thì mình có cảm nhận gì không chị Tâm? Khi mình ăn thì nói chung là bây giờ lâu quá rồi thì cái ăn thì nó nhiều khi nó có cái mùi cây nó không được, nó kề thanh tanh, nó nhiều khi nó làm cho mình khó chịu. Thì cái đó là cũng là một trong những cái vấn đề mà tất cả các vị khách hàng khác khi mà sử dụng răng sứ kim loại lâu năm thì đều gặp phải như chị Tâm ạ. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là chị Tâm đã thay đổi nụ cười của mình. Và chị Tâm ơi, thì chị có thể cho mọi người biết là chị có hài lòng với hàm răng mới này không? Chị rất cảm ơn các bác sĩ đã làm cho chị có nụ cười thật là xinh. Chị không biết nói gì, chị biết cảm ơn thôi ha. Thì chị có ưng cái màu sắc và dáng răng này không? Có, chị rất là thích cái màu này. Nó rất là tự nhiên và hợp với lại khuôn mặt của chị Tâm đúng không mọi người? Chị Tâm ơi, thì hôm nay mình đã là khách hàng thực tế, mình đã trải nghiệm chương trình và ngày hôm nay mình cũng đã gắn răng rồi. Thì chị Tâm có đôi lời nào muốn gửi đến những vị khách hàng mà cũng đang sử dụng răng sứ kim loại giống chị Tâm không? Rất mong là những bạn đang mang răng sứ kim loại, nếu mà coi chương trình này, hãy đến Nha Khoa An Tâm để thay cho mình răng toàn sứ, cho nó bảo vệ sức khỏe của mình, làm cho mình xinh đẹp hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa là chị Tâm cũng là vị khách hàng đã trải nghiệm chương trình này rồi. Và chương trình này có hoàn toàn đúng như sự thật là mình thay sứ kim loại thành răng toàn sứ miễn phí không chị? Đúng. Dạ đúng như vậy, nên là mọi người cứ mạnh dạn để chúng ta có thể đăng ký. Và cũng gần đến Tết rồi thì mọi người sẽ có một cái hàm răng mới, để một diện mạo mới để có thể đón Tết. Và thông qua đây thì chị Tâm có lời nào muốn gửi đến các bác sĩ đã làm răng cho chị không? Chị rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện
cho chị. Với lại là chị cảm ơn bác sĩ và ekip đã làm cho chị Hồng Vân thật là toàn mỹ. Dạ, em xin cảm ơn chị Tâm. Và hy vọng rằng tất cả các vị khách hàng khác thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội để thay đổi giống chị Tâm ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của Nha Khoa An Tâm nhé.